Xin chào các bạn. Hôm trước chúng ta đã học phần lý thuyết cũng như là làm bài tập ứng dụng của đơn thức đồng dạng và cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Cô có dặn các bạn là về làm phần luyện tập và hôm nay cô chữa phần luyện tập để các bạn đối chiếu xem là khi mình làm ở nhà mình đã làm đúng hay chưa. Đầu tiên đó là bài số 19. Trong bài số 19 đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 16x mũ 2 y mũ 5 trừ đi 2x mũ 3 y mũ 2. Thế thì ở đây nó không phải là hai đơn thức đồng dạng mà chỉ là hai đơn thức gì thông thường thôi. Vậy thì cái biểu thức này mình không thể thu gọn được nữa. Vậy thì mình sẽ tính ngay nhá, mình sẽ thay ngay. Thay x bằng 0,5 và y bằng âm 1 và biểu thức. Thế thì cô nhắc các bạn này, những cái nào mà ở dạng số thập phân như thế này các bạn đổi ra phân số cho cô cho nó dễ tính. 0,5 đổi ra là bằng 1 phần gì? 1/2. Thế thì khi thay vào biểu thức ta sẽ có chỗ nào có x thì thay bằng 1/2 và chỗ nào có y thì thay bằng âm 1. 16x bình y mũ 5 sẽ tương ứng với 16 nhân 1/2 tất cả mũ 2 nhân với âm 1 tất cả mũ 5 trừ đi 2x mũ 3 y mũ 2, tức là trừ đi 2 nhân với 1/2 mũ 3 nhân âm 1 mũ gì? Mũ 3. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính. Bước đầu tiên chúng ta phải tính cái lũy thừa ra trước nhá. 16 nhân với 1/2 mũ 2 là 1/4. Âm 1 mũ 5 chính là âm 1. Tất cả các số âm khi đưa lên lũy thừa với số mũ lẻ thì kết quả chúng ta được là một gì? Một số âm. Trừ đi 2 nhân 1/2 tất cả mũ 3 là 1/8. 2 mũ 3 bằng 8 mà. Âm 1 mũ 3 là âm 1. Thì chúng ta sẽ được là gì? 16 chia cho 4. Đúng nhỉ? Thì được gì? 4 ạ. À. Thì đây còn 1. Vậy thì sẽ kết quả là 4 nhân với 1 nhân với âm 1. Trừ đi 2 rút gọn cho 8 thì còn 1. Chỗ này còn 4. Vậy thì sẽ được là 1 nhân với 1 nhân âm 1 trên gì? Trên 4. Và sẽ bằng 4 nhân 1 nhân âm 1 thì là âm 4. 1 nhân 1 nhân âm 1 là âm 1/4. Bây giờ chúng ta sẽ gì? Quy đồng lên thì sẽ được là âm 16 trừ đi âm 1 phần 4 và bằng gì ạ? Âm 16 cộng 1 là âm 15 phần gì? Âm 15 phần 4. Sau đó chúng ta sẽ kết luận, sau khi tính được rồi chúng ta kết luận vậy. Giá trị của biểu thức 16x mũ 2 y mũ 5 trừ 2x mũ 3 y mũ 3 y mũ 2 là âm 15/4 tại x bằng 0,5 và y bằng âm 1. À, thế là chúng ta đã hoàn chỉnh được cái bài toán tính giá trị của một biểu thức. Nhớ kỹ nhá, những cái số nào ở cái dạng số thập phân thì các bạn cứ đưa về phân số cho cô cho nó dễ nhìn với lại dễ tính. Chứ nếu mà để ở số thập phân mà chẳng hạn người ta đưa nó lên mũ 9 hoặc mũ 10 thì lúc đấy nó sẽ khó tính. Thế chứ nhỉ? Đó là bài số 19. Tiếp theo là bài số 20. Trong bài số 20, đề bài yêu cầu chúng ta viết 3 đơn thức đồng dạng với đơn thức âm 2x mũ 2y. Tôi tính tổng của cả 4 đơn thức đó. Thế thì bước đầu tiên các bạn viết cái phần biến ra cho cô nhá.
viết ba cái phần biến giống nhau, x mũ 2y, x mũ 2y và x mũ 2y. Sau đó các bạn đặt bất kỳ một cái hệ số nào đằng trước những cái phần biến này thì chúng ta đều được là những đơn thức đồng dạng với đơn thức âm 2x mũ 2y vì nó có cùng cái phần biến. Ví dụ ở đây cô đặt là âm 3 này, 9 này, âm 2. Sau đó cô sẽ tính tổng của cả bốn cái đơn thức này. Thì bước đầu tiên chúng ta phải đặt tính âm 2x mũ 2y cộng với âm 3x mũ 2y cộng với 9x mũ 2y và cộng với âm 2x mũ 2y. Vì đây là những đơn thức đồng dạng, khi cộng chúng ta giữ nguyên phần biến, lấy tất cả các phần hệ số cộng với nhau, âm 2 cộng âm 3 cộng 9 và cộng âm 2. À, chỗ này là chúng ta có thể để là âm 4 cho nó khác đi nhé. Thì chúng ta sẽ được kết quả là gì ạ? Âm 2 cộng âm 3 là âm 5, cộng 9 là bằng 4. 4 cộng với âm 4 là gì? 0 nhân x bình y và cuối cùng bằng gì? 0. Đó, chúng ta đã được gì? Tổng của 3, 4 cái đơn thức này là 0. Còn tùy, các bạn có thể cho 4 cái đơn thức khác không? Khác như đơn thức cô đã cho rồi tính tổng với nhau. Đó là bài số 20. Bài số 21. Trong bài 21, đề bài yêu cầu là gì? Tính tổng của các đơn thức sau. Đơn thức ở đây là 3 phần 4 x, y, z mũ 2. Cô đặt tính luôn. Âm 1 phần 4 x, y, z mũ 2. Thế thì phần biến mình giữ nguyên cho cô. Lấy các phần hệ số cộng với nhau, 3 phần 4 cộng 1 phần 2 cộng âm 1 phần 4. Số âm đằng sau thì phải cho vào trong ngoặc. Ở đây mẫu số chung là gì? Là 4 đúng nhỉ? Thì chúng ta giữ 4 ở dưới mẫu. Trên tử này 3 phần 4, 1 phần 2 thì cả tử cả mẫu nhân 2, âm 1 phần 4 x, y, z mũ 2. Chúng ta sẽ được kết quả là 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng âm 1 là 4, 4 phần 4 x, y, z mũ 2. Thì 4 rút gọn cho 4 thì còn 1. Được chưa nhỉ? Thế là tổng của 3 đơn thức này. Nhớ nhá, khi mà mình thực hiện phép tính là mình rất là để ý những cái số nào là số âm thì các bạn phải đứng đằng sau là các bạn phải cho vào trong ngoặc. Chứ nếu không mà mình không cho vào ngon ngoặc thì khi đấy mình sẽ tính nhầm thành 1 phần 2 trừ đi 1 phần 4 đấy. À, đúng rồi nhá. Đấy là bài số 21. Cô đã tính tổng của 3 cái đơn thức này rồi. Các bạn đối chiếu với đáp án mà các bạn đã làm được, xem nó có ra đúng là x, y, z mũ 2 hay không. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Đó là bài số 22. Bài số 22 yêu cầu là tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của các đơn thức nhận được. À, đây là tính tích nhá. Bài 22. Đơn thức thứ nhất là 12 phần 15 x mũ 4 y mũ 2 nhân với đơn thức thứ hai là 5 phần 9 x, y. Mỗi một cái đơn thức các bạn cho vào trong ngoặc cho cô. Đấy. Thì mình sẽ được là gì? Hai đơn thức nhân với nhau thì lấy hệ số nhân hệ số, các phần biến giống nhau nhân với nhau. Ở đây có biến x và biến y. Ở đây là x mũ 4 thì cô nhân với gì? Với x. Mà y mũ 2 thì cô nhân với gì? Y của đơn thức thứ hai. Chúng ta sẽ được nào. Cô hướng dẫn các bạn cái cách rút gọn luôn này. 5 thì rút gọn cho 15 thì còn được 1 này. Ở đây là 3 này. 12 rút gọn cho 9
Thì 12 và 9 cùng chia hết cho 3. 12 chia 3 được 4, 9 chia 3 được gì? 3. Vậy chúng ta được là 4 phần 3 nhân 1 phần 3. X mũ gì ạ? X mũ 5 nhân y mũ 3 nhân 2 lũy thừa cùng cơ số mà. Chúng ta giữ nguyên cơ số và cộng số mũ với nhau. Vậy thì kết quả cuối cùng là 4 phần 9 x mũ 5 y mũ gì? 3. Đấy là tích của hai cái đơn thức 12 phần 15 x mũ 4 y mũ 2 và 5 phần 9 x gì? X y. Chúng ta chuyển sang ý B. Ý B là gì? Ý B là âm 1 phần 7 x mũ 2 y nhân với âm 2 phần 5 x y mũ 4. Lấy phần hệ số nhân với nhau cho cô. Phần biến nhân với nhau. Ở đây chúng ta không rút gọn thì chúng ta nhân luôn vào với nhau. Thì âm 1 nhân âm 2 là 2. 7, 5, 35. X mũ 2 nhân với x thì là x mũ 2 cộng 1 là x mũ 3. Y nhân y mũ 4 là y mũ 1 cộng 4 là y mũ 5. Vậy thì chúng ta được đáp án của câu B là 2 phần 35 x mũ 3 y mũ gì? 5. Đó, các bạn đối chiếu xem là mình đã làm đúng hay chưa. Kết quả của bài số 22, đây là ý A và đây là ý B. Chúng ta chuyển sang bài số 23. Trong bài số 23 thì đề bài yêu cầu điền các đơn thức thích hợp vào ô trống 3x bình y cộng với ô trống bằng 5x bình y. Thực ra đây nó cũng không khác nào với bài toán tìm x cả, đúng nhỉ? Bây giờ có gì? A cộng x mà bằng b thì x phải bằng gì ạ? B trừ gì? Trừ A. Chúng ta áp dụng ngay luôn vào với bài toán của mình. Nếu 3x bình y cộng với ô trống mà bằng 5x bình y thì cái ô trống này sẽ bằng 5x bình y trừ đi 3x bình y. Mình thấy có một điều đặc biệt là hai cái đơn thức này là hai đơn thức đồng dạng thì mình giữ nguyên phần biến, đúng không? Lấy hệ số trừ hệ số 5 trừ 3 là còn gì? 2. Thế là mình được ô trống của ý A là bằng 5x bình gì? X bình y. Ý B. Ý B là ô trống này trừ 2x bình này bằng âm 7x bình. Thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến dạng bài tìm x là x trừ A bằng B thì x phải bằng B cộng với A. Thế thì áp dụng vào bài này, chúng ta sẽ được ô trống của mình bằng âm 7x mũ 2 cộng với 2x bình. Và hai đơn thức này cũng là hai đơn thức đồng gì? Đồng dạng thì mình sẽ giữ nguyên phần biến, lấy phần hệ số cộng với hệ số âm 7 cộng với 2 là âm gì? Âm 5. Vậy là ô trống thứ hai là âm 5x mũ 2. Xong phần C là ba cái ô trống cộng với nhau để được x mũ 5. Thế thì ở đây mỗi một cái ô trống này sẽ phải là một gì? Một đơn thức đồng dạng với đơn thức x mũ 5. Thế thì cô sẽ viết phần biến trước. Nó đồng dạng mà thì nó phải có cùng phần gì? Phần biến. Sau đó cô sẽ lắp hệ số vào đây nhá. Dấu cô vẫn để đây. Ở đây hệ số của x mũ 5 là 1, đúng nhỉ? 1 thì có thể bằng gì? 4 cộng với 2 rồi cộng với gì ạ? Âm 5. Bởi vì sao? Khi cô giữ nguyên x mũ 5 thì hệ số của cô là cô lấy 4 cộng với 2 bằng 6 cộng với âm 5 là bằng 1.
ra bằng 9x mũ gì? Mũ 5. Thì đấy là một cái ví dụ cô đưa ra cho các bạn. Còn cái phần hệ số này thì tùy, các bạn cứ lấy làm sao cho tổng của ba cái hệ số này nó bằng gì? Bằng 1 là được. Nhưng bắt buộc cái phần biến phải là x mũ 5 thì nó mới ra được gì? Được ra được là x mũ gì? 5 ở phần kết quả. Bởi vì tính tổng hay tính hiệu của các đơn thức đồng dạng thì sẽ cho kết quả là các đơn thức đồng dạng với chính cái đơn thức bên trên. Đấy, nhìn vào tất cả các đáp án của chúng ta thì những cái phép cộng hay phép trừ chúng ta tính được đều là một đơn thức đồng dạng với đơn thức ban đầu. Thế là chúng ta đã hoàn thành bài tập của phần luyện tập. Các bạn đã đối chiếu với kết quả mà cô đưa ra rồi. Bạn nào sai ở đâu thì chúng ta sửa ở đó và rút kinh nghiệm nhé. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn tiếp các bạn sang bài đa thức, thì các bạn đọc trước phần lý thuyết. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi hôm sau.